Kính thưa quý vị, Hoàng Tuấn xin kính chào tới ngồi quý vị trong chương trình Đọc Bảo Vệ. Hoàng Tuấn xin cảm ơn quý vị có lời nhắc nhở. Có một người gửi email cho Hoàng Tuấn nói như thế này: kính gửi hai anh, các anh đi lâu rồi cho nên có nhiều danh từ mới mà các anh không cập nhật kịp thời. Cái từ nhồi vịt trong trường hợp cô giáo cho bé ăn có nghĩa là những người mua vịt trước khi đem bán thì họ thường nhét thức ăn vào miệng con vịt cho đến khi nào không nhét được nữa thì thôi. Do số vịt nhiều cho nên họ phải làm rất nhanh, mục đích là để làm cho con vịt nó nặng hơn trước khi bán. Đó là cái cách mà cô giáo cho bảo mẫu cho em bé ăn đó, giống như là người ta nhồi thức ăn vô miệng của con vịt. Thì cảm ơn quý vị, bởi vì thực sự chúng tôi cũng có theo dõi những tin tức ở trong nước, báo chí trong nước, nhưng mà cũng có những chữ chúng tôi cũng không biết hết được. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép được nhắc lại một cái chuyện mà hôm trước ông Nguyễn Xuân Phúc khi hôm qua bên Cộng Hòa sát ông bảo rằng là ông vẫy cái lá cờ đó thì cái bọn phản động lưu vong nó rung rẩy tay chân. Thì trên Dân Làm Báo, dĩ nhiên Dân Làm Báo không phải là Báo Vẹm nha, có một cái bài viết là 44 năm và bọn phản động lưu vong, thì người ta cũng nhắc là cái chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc khi mà sang bên Cộng Hòa sát. Thưa quý vị, hôm nay giờ Hoàng Tuấn xin phép được dành phần đầu của chương trình đó để thưa chuyện với quý vị về cái chuyện mà phản động lưu vong. Thì lưu vong nghĩa là gì? Lưu vong theo định nghĩa trong từ điển Việt Nam của hai học giả Lê Ngọc Trụ và Lê Văn Đức thì là lưu vong nghĩa là tan đi, là mất đi, nước loạn dân chúng phải đi lưu vong, hoặc là về vấn đề chính trị có những chính phủ lưu vong, có nghĩa là phải sống xa quê hương. Và thưa quý vị, cái hoàn cảnh lưu vong là hoàn cảnh bất đắc dĩ, không ai muốn cả. Thế thì phản động lưu vong là ai và họ muốn gì? Trở lại cái chuyện mà trí trá gian xảo của người Cộng sản, thì người Cộng sản thường nói một câu như thế này: việc đồng bào Việt Nam ở hải ngoại đó là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Thì quý vị, điều đó chúng ta chỉ nói về cái câu đó thôi thì nó rất là hay, rất đúng. Bởi vì người Việt Nam sống ở trong nước hay là ngoài nước vẫn thuộc về dân tộc Việt Nam, không thể tách rời được. Nhưng người Cộng sản là đánh đồng dân tộc Việt Nam với lại Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Dân tộc Việt Nam không phải là dân tộc Việt Cộng, dân tộc là dân tộc Việt Nam chứ không phải dân tộc Việt Cộng. Cho nên đối với người Cộng sản trong nước đó, người ta bảo rằng là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc, có nghĩa là phải nghe lời Đảng Cộng sản, phải nghe lời nhà nước. Ai mà có ý khác lại thì người ta chụp ngay cái mũ là phản động lưu vong. Nhưng mà ngược lại thì người ta vẫn bảo rằng là những người Việt sống ở nước ngoài là khúc ruột ngàn dặm. Thì cũng người đó, cũng một con người đó, cũng một nhóm người đó, khi mà gửi tiền về trong nước đó thì là khúc ruột ngàn dặm, là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc. Nhưng khi lên tiếng phê phán chế độ, phê phán cách làm việc của nhà nước thì là bị chụp cho cái mũ là phản động lưu vong. Thưa quý vị, nói điều đó để chúng ta thấy, xin phép được nhắc lại để thấy được cái sự xảo trá của Đảng Cộng sản Việt Nam, của cái chế độ Cộng sản. Thì tại sao những người ở hải ngoại mà bị ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như là những người đồng chí của ông bảo rằng là phản động lưu vong, họ là ai và họ muốn gì? Thưa quý vị, những người mà bị chụp cho cái mũ phản động lưu vong chính là những người Việt Nam sống ở nước ngoài. Và quý vị biết là lý do tại sao mà có người Việt Nam sống ở nước ngoài. Từ năm 1975, người ta phải vượt biên, vượt biển. Và sau này là đi theo diện là cựu sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa. Tức là cũng bị cái chế độ từ bỏ, rồi con lai, vân vân. Thì chúng tôi mỗi buổi sáng khi uống cà phê với bạn bè, những người sống ở nước ngoài có nhiều thành phần khác nhau. Người thì làm bên địa ốc, người thì làm bên xây dựng, người thì về hưu, người thì làm hãng xưởng, người thì kỹ sư, vân vân. Và những người Việt Nam sống ở nước ngoài, trong đó có cá nhân của Hoàng Tuấn, mỗi buổi sáng khi mà chúng tôi uống cà phê chuyện trò với nhau thì chúng tôi thường nói chuyện về quê hương đất nước. Chúng tôi thường chia sẻ với nhau những cái video clip nói về cái cảnh mà các em bé Việt Nam phải đi học mà qua sông, phải chui vô bọc ni lông hoặc là phải đu dây. Chia sẻ những cái cảnh đau khổ của người dân ở vườn rau Lộc Hưng. Chia sẻ cái cảnh những người già 70-80 tuổi phải lặn lội đi bán từng tấm vé số để mưu sinh. Thì đó, những người như vậy đó mà bị gọi là phản động lưu vong. Và tất cả những điều mà chúng tôi chia sẻ là muốn cái gì? Muốn người dân trong nước được cơm no áo ấm, muốn có tự do dân chủ, muốn trẻ con được học hành đàng hoàng tử tế, và muốn cho người già được chăm sóc chu đáo.
muốn lãnh thổ được vẹn toàn, muốn hai chữ Việt Nam được thế giới tôn trọng và vị nể, muốn đất nước không bị cái bọn Tàu Cộng nó nghênh ngang khinh thường dân mình. Thưa quý vị, những cái điều đó là những điều rất là chính đáng, không có thể nào gọi là phản động lưu vong được. Và cái điều quan trọng nữa là những người sống ở nước ngoài muốn cho đảng cán bộ và đảng viên Cộng sản sống đúng như lời ông Hồ Chí Minh dạy, chứ không phải nghe theo lời dạy của ông Diệm hay là của ông Thiệu. Chúng tôi xin đơn cử quý vị như thế này. Khi mà còn thiếu nhi đó, thì có 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi, người Cộng sản vẫn thường dạy cho trẻ con. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Đó là lời dạy các cháu thiếu niên nhi đồng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo tài liệu của Cộng sản. Thưa quý vị, thế thì bây giờ quý vị thấy học trò trong nước như thế nào? Nó có yêu tổ quốc, yêu đồng bào không? Đó. Bây giờ trẻ con trong nước, học trò lớp 7, lớp 8, con gái đó nha, đánh nhau xé quần xé áo. Một nhóm đánh nhau, xé quần xé áo, đánh bạn mình một cách rất là dã man. Còn những đứa khác thì cầm phone quay và cười cợt và đưa lên trên mạng. Và lúc đó thì không giáo viên đi đâu, không thấy. Thưa quý vị, những cái điều đó, trách nhiệm là ai? Trách nhiệm là của đoàn thanh niên, của đội và của thầy cô giáo, của chính quyền địa phương. Không làm được thì người ta phê phán, thì tại sao bảo là phản động lưu vong? Tất cả những điều mà ông Hồ Chí Minh dạy cho học trò là như vậy, cho trẻ con là như vậy, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Quý vị thấy trẻ con bây giờ nó đâu có thật thà đâu. Và còn cái chuyện mà trong trường học, quý vị thấy không, học trò lớp 8 xâm hại tình dục học trò lớp 3, thầy giáo xâm hại tình dục học trò tiểu học. Tất cả những điều đó là chính Hồ Chí Minh dạy mà quý vị không thực hiện được, thì những người sống ở hải ngoại, những người mà bị chụp cho cái mũ phản động lưu vong, chỉ muốn đảng viên Cộng sản sống đúng như lời Hồ Chí Minh dạy thôi. Còn khi Hồ Chí Minh dạy công an thì ông dạy như thế nào? Ông dạy công an nhân dân là đối với mình, đối với tự mình nó phải cần kiệm liêm chính. Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ, đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành, đối với nhân dân phải kính trọng và lễ phép. Đối với công việc phải tận tụy và đối với địch phải cương quyết khôn khéo. Thưa quý vị, đối với câu thứ nhất, đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính, quý vị thấy có không? Công an bây giờ có không? Công an bây giờ là béo phệ. Từ công an đường phố, công an giao thông, công an phường, tất cả công an nào cũng là ăn hối lộ, cũng tham nhũng, là nhà cao cửa rộng. Thì đó, cái điều đó, quý vị không học được lời Hồ Chí Minh dạy, thì đừng có trách ai, đừng có nói là phản động lưu vong nói nha. Đối với chính phủ tuyệt đối trung thành thì điều này chúng tôi thấy có đó. Nhưng mà đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép, quý vị thấy có không? Công an đối xử với dân đánh đập, đã có biết bao nhiêu video clip đưa lên. Công an chửi dân, công an đạp vào mặt dân. Rồi đối với công việc phải tận tụy, quý vị thấy là trộm cướp tràn lan, công an chả bắt được ai. Rồi đối với địch thì phải cương quyết khôn khéo. Thì đó là cái chuyện mà đối với địch với cương quyết khôn khéo. Thì bây giờ đối với trong nước đó, những ai mà lên tiếng phản đối cái chế độ mà phi nhân thì lại bị chụp cho cái bộ phản động. Còn những cái điều chính mà ông Hồ Chí Minh dạy cho công an, quý vị thấy không? Cần kiệm liêm chính không có. Rồi đối với nhân dân kính trọng lễ phép không có. Thì những người sống ở hải ngoại, những người mà cứ cầu mong cho một đất nước tốt đẹp, thì muốn là những người công an, những người dưới chế độ Cộng sản đó, nghe theo lời dạy ông Hồ Chí Minh, chứ không phải nghe theo lời dạy của ông Diệm hay là ông Thiệu, hay là nghe theo lời dạy của Mỹ nhé. Rồi, đối với đảng viên thì sao? Những lời dạy của Bác Hồ về tu dưỡng đạo đức trong cán bộ đảng viên đó, thì trong di chúc để lại cho toàn đảng toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, chúng tôi trích báo Tổ quốc nha. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Và đó là người ta trích lời nguyên văn lời của ông Hồ Chí Minh. Và trong tờ báo người ta viết tiếp theo là: thực hiện di chúc của Người, không ngừng tu dưỡng nâng cao đạo đức cách mạng là một nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ đảng viên. Thì quý vị thấy bây giờ cán bộ đảng viên có cần kiệm liêm chính hay không? Quý vị đọc báo trong nước nha, nhan nhản báo trong nước toàn là tham nhũng hối lộ, làm cái gì là hư cái đó, làm cái gì cũng là đụng tới cái chỗ nào cũng ăn là không chừa cái gì hết. Chính là cán bộ trong nước, cao cấp trong nước còn nói như vậy, mà ông Trương Tấn Sang còn nói là bây giờ không phải là một con sâu mà một bầy sâu.
Rồi mà bà phó chủ tịch nước cũng nói rằng là về cái gì người ta cũng ăn mà. Rồi người ta còn nói thêm như thế này: trước khi đi xa, trong di chúc Bác Hồ cũng không quên dặn lại một cách tâm huyết, mỗi đảng viên cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Nói theo Bác, người cán bộ công chức không có phận sự nào khác ngoài phận sự phục vụ nhân dân, vì dân mà làm các việc. Đó là lời Hồ Chí Minh dạy. Thì quý vị thấy rằng là bây giờ đảng viên, cán bộ đảng viên có làm được những điều này không? Không, không ai làm được cả. 70 năm, 70-80 năm từ ngày có Đảng Cộng sản và từ ngày Hồ Chí Minh mất cho đến năm 1969 cho đến bây giờ, lúc nào người ta cũng nói là phải học theo lời Bác. Chứ người ta không học được, đã không thực hiện theo lời ông Hồ Chí Minh. Thì quý vị không học theo lời của ông Hồ Chí Minh, lãnh tụ của quý vị, người quý vị xem là thần thánh, thì người ta phê phán quý vị, bảo người ta là phản động lưu vong, thì điều đó rất là vô lý. Thì chúng tôi xin nhắc lại rằng là không có phản động lưu vong nào cả. Đừng có cái chuyện mà bảo là đưa tiền cho nhà nước và im miệng lại. Thưa quý vị, tất cả những người mà bị chụp cho cái mũ phản động lưu vong, dù ít, dù nhiều, dù ít, cũng đều có đóng góp cho kinh tế Việt Nam. Một năm, đất nước Việt Nam nhận được cả hơn 10 tỷ đô la. Trong đó, tất cả những người mà ngồi nói chuyện với chúng tôi ở quán cà phê, người ai cũng có thân nhân bên Việt Nam. Chính bạn của Hoàng Tuấn, bây giờ con cái đã lớn rồi, đã thành đạt rồi, không phải lo về vấn đề đời sống nữa, nhưng vẫn phải đi làm. Hỏi tại sao làm gì nữa? Vẫn còn lo cho người thân ở bên Việt Nam. Vẫn còn lo cho người thân bên Việt Nam, chứ không thể nào bỏ người ta được. Thì đó là những người mà chúng tôi mà nói chuyện với nhau, quan tâm tới đất nước á, bị chụp cho cái mũ là phản động lưu vong đó, là những người đã có công, đã có đóng góp trong cái việc mà phát triển kinh tế của Việt Nam bằng cái tiền mà gửi về. Còn đối với quân đội thì sao? Thì quân đội, quý vị thường nghe rất nhiều là quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua và kẻ thù nào cũng đánh thắng. Tới thời điểm bây giờ, quý vị thấy quân đội làm được gì? Một lát nữa qua phần 2 của chương trình thì Hoàng Tuấn sẽ đưa ra những cái công việc làm của quân đội nhân dân để quý vị thấy rằng là quân đội có làm được những cái điều mà người ta đã nói hay không. Điều gì làm cho nước mắm Red Boat đặc biệt hơn tất cả? Tung lưới bắt được những cá cơm thật tươi trên vùng biển sạch nhất tại đảo Phú Quốc. Cá cơm được ướp ngay trên bon tàu để giữ độ tươi, dùng theo phương cách gia tộc cổ truyền trên 200 năm truyền lại. The idea very much resembles like extra virgin olive oil, where the olives are pressed and you get the first pressing, which is kind of a hallmark of olive oil fish sauce. Nguyên chất tinh khiết chỉ với hai thành phần chính là nước mắm nhĩ duy nhất được nhập khẩu tại Hoa Kỳ qua chấp thuận PTO với độ đạm đến 40%. Red Boat fish sauce là nước mắm nhĩ duy nhất cho mọi bữa ăn trong gia đình. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết, ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay: Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương
408-645-5575 hay 408-645-5580. Thưa quý vị, đó là phần 2 của chương trình thì nói về cái vai trò của quân đội đó. Thì chúng tôi xin nhắc lại là một cái câu rất là kêu ha. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành ha. Trung với đảng, hiếu với dân. Thì đúng là quân đội trung với đảng đó, nhưng mà có hiếu với dân hay không? Rồi bây giờ cái trách nhiệm của quân đội là làm gì? Là bảo vệ, chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thưa quý vị, chúng tôi có một cái bài báo trên VTC News là Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt, ngư dân ta vẫn can trường bám đảo Hoàng Sa. Suốt 2 thập kỷ bị Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt, ngư dân Quảng Ngãi vẫn can trường bám đảo Hoàng Sa, bãi cát vàng thiêng liêng của Tổ quốc. Từ năm 1999, Trung Quốc hàng năm ngang nhiên tự ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước trong khu vực. Và mới đây Trung Quốc lại một lần nữa ngang nhiên đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông bắt đầu từ 12 giờ ngày 1 tháng 5 cho đến 16 tháng 8. Như thường lệ, phạm vi khu vực biển thực thi lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc có quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đó. Trước hành động ngang ngược này thì phía Trung Quốc thì ông Nguyễn Thanh Hùng, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi không lấy làm lạ. Tức là cái việc này nó đã xảy ra 20 năm rồi. Thưa quý vị, thế thì quân đội làm gì? 20 năm vừa qua quân đội làm gì? Quân đội không làm gì cả. Quân đội nhân dân không làm gì cả. Thế thì quý vị thấy, trung với đảng, hiếu với dân. Trung với đảng là để làm nô lệ, làm tay sai cho Tàu Cộng. Không có hiếu với dân. Chưa bao giờ mà Hải quân Việt Nam cứu được một người ngư dân nào khi ra biển bị Trung Quốc nang hiếp. Và bài báo viết tiếp là mặc dù bị Trung Quốc ban hành lệnh cấm như thế, nhưng các ngư dân Quảng Ngãi vẫn can trường bám đảo Hoàng Sa để đánh bắt. Thưa quý vị, chúng tôi đọc bài báo này chúng tôi có suy nghĩ là đất nước Việt Nam mình nó không có nhà, không có chính quyền. Cho nên cái chuyện này là chuyện ngư dân lo. Trung Quốc nó cấm như vậy, Trung Cộng nó cấm như vậy, nhưng người ta vẫn can trường bám đảo. Và suốt bài báo không có một đoạn nào mà nói về cái vai trò, cái trách nhiệm của Đảng Cộng sản, của nhà nước và của quân đội nhân dân. Thưa quý vị, bài báo này đăng giống y như là một bài báo của nước ngoài đăng về hiện trạng của Việt Nam. Quý vị thấy cái sự tệ hại và cái sự nó khốn nạn là chỗ đó. Và người ta vẫn ca ngợi ngư dân. Bằng chứng là tự báo đời qua, ngư dân Quảng Ngãi nói riêng vẫn kiếm cơm ở quần đảo còn có tên gọi khác là bãi cát vàng. Người ta, và cái ông lên tiếng là Nguyễn Thanh Hùng, ông là chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, một cái đơn vị xã thôi nha. Và người ta nói kể chuyện là có trong 2 ngày qua thì hàng trăm chuyến tàu cập cảng Sa Kỳ sau cả tháng đồng ăn gió nằm sương của Hoàng Sa, và bị không ít chủ tàu chướng tay gai mắt với bức tường phao mà Trung Quốc vừa giăng khắp bề mặt con nước ở quần đảo Hoàng Sa nhằm cản bước ngư dân Việt Nam khai thác hải sản. Thưa quý vị, ngư dân Việt Nam phải ra, phải đối đầu như vậy. Trung Cộng nó làm gì, nó muốn làm gì thì làm. Không hề thấy bóng dáng của quân đội nhân dân. Thế thì để
Chúng tôi nói điều này để quý vị thấy rằng là những người ở hải ngoại mà bị chụp chết cái mũi phản động lưu vong muốn cái gì? Muốn quân đội nhân dân ít nhất phải làm một cái việc gì đó để mà giúp cho dân, cứu cho người dân Việt Nam. Chứ không có thể nào mà để cho người dân tự lo như vậy. Và người ta cũng viết một cái đoạn rất là buồn cười và rất là xấu hổ nữa. Tuy nhiên, điều đáng mừng là bà con quanh năm bám biển mưu sinh vẫn can trường bám quần đảo chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc để kiếm kế sinh nhai, và tàu nào tàu nấy neo vào bờ để tôm cá đầy khoang. Ông chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu chia sẻ như vậy. Thế thì khi người ta đi bám biển, khi người ta bị Trung Cộng nó làm khó dễ như thế, thì người ta gặp khó khăn thì có ai giúp đỡ không? Không, không ai giúp đỡ cả. Ta ra ngoài biển đó, ngư dân của mình ra ngoài biển, bị Trung Cộng nó đánh đắm tàu, nó lấy ngư cụ, về bán nhà bán cửa để sắm tàu mới. Tức là đi ra biển không ai giúp đỡ cả, về trong đất liền khi mà lo để làm ăn trở lại cũng không ai giúp đỡ cả. Và người ta cứ nhắc đi nhắc lại rằng là ngư dân Quảng Ngãi rất là can trường. Và chúng tôi cũng khuyến khích một ông nữa là một ông cán bộ cũng khác là nói là tên là ông Toàn. Chúng tôi còn khuyến khích ngư dân mạnh dạn thẳng tiến Hoàng Sa, Trường Sa để đánh bắt. Từ năm 2011 đến nay, địa phương vẫn duy trì chính sách hỗ trợ dầu cho các tàu hoạt động hai ngư trường lớn. Hỗ trợ dầu thôi nha. Và cái chuyện mà đóng tàu mới trở lại Hoàng Sa đó, thì suốt nhiều năm qua không ít tàu của ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu Trung Quốc tấn công, bị truy đuổi, chìm tàu, các ngư dân lại nuốt nước mắt, chạy vậy, vay mượn, đóng tàu mới rồi tiếp tục giống mũi thuyền vọng hướng Hoàng Sa, tất cả chẳng khác là quy trình. Mà trong chuỗi quy trình ấy, dù ở đầu hay cuối, những ngư dân một đời bám biển mưu sinh vẫn chấp nhận, bởi dòng máu chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn cuộn trào trong họ, những người lính can trường giữa muôn trùng khơi. Họ là ngư dân, bảo người ta là những người lính, còn những người lính của quân đội nhân dân thì đi đâu? Thưa quý vị, đây là một cái hành động á, một cái bài báo mà nó nói là cái sự hèn hạ của quân đội nhân dân. Ngư dân người ta ra biển như vậy, người ta khổ như vậy đó, quân đội nhân dân không làm gì cả. Thì xin nhắc lại là những người hải ngoại bị chụp cho cái mũi phản động lưu vong là muốn quân đội nhân dân hãy làm đúng cái vai trò của mình, là trung với đảng, là quý vị đã trung với đảng là rõ ràng rồi, nhưng phải hiếu với dân và phải chiến đấu để bảo vệ chủ quyền độc lập của Tổ quốc. Trong khi ngư dân ra biển thì ngư dân phải chịu đương đầu như vậy. Và người ta có đưa ra những cái trường hợp như là năm 2018 thì ông Ngọt cùng 5 thuyền viên trên tàu cá đang đánh bắt Hoàng Sa thì bị hai con tàu treo cờ Trung Quốc tấn công. Và cuộc rượt đuổi kéo dài tới 1.5 tiếng đồng hồ, cho đến khi tàu của ông bị một cú hút chí mạng và chìm dưới đáy đại dương. May mắn là được tàu bạn địa phương cứu vớt, ông Ngọt và 5 thuyền viên trở về đất liền an toàn. Và sau đó đó, ông phải đóng một cái chiếc tàu mới có giá là 3.3 tỷ và đánh đổ từ việc thế chấp 2 căn nhà. Thưa quý vị, phải bán 2 căn nhà để mà đóng tàu mới. Quân đội nhân dân không làm gì cả. Thế thì quý vị thấy quân đội nhân dân có hèn không? Rất là hèn, hèn vô cùng. Bây giờ quân đội nhân dân lo làm gì? Lo đi làm ăn, chiếm đất. Một người khác nữa là ông Nguyễn Minh Hùng cũng bị y như vậy, cũng bị tàu Trung Cộng nó tấn công, rồi cũng bị chìm tàu, rồi về phải đóng tàu mới và phải bỏ tiền ra, phải đi vay mượn, rất là vất vả. Và trong bài báo từ đầu đến cuối không hề nhắc một chữ tới quân đội nhân dân, không hề nói tới là Đảng Cộng sản và những nước Cộng sản Việt Nam có cái biện pháp nào về ngoại giao, về chính trị để giúp đỡ cho người dân hay không. Giờ khi những người binh vực thì nói là bây giờ chẳng lẽ muốn cho mình với Trung Quốc đánh nhau à, muốn chiến tranh là để cho dân khổ à. Thế thì Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam trí tuệ mà, đỉnh cao trí tuệ, khôn khéo, thế thì tại sao không có một cái biện pháp nào để đấu tranh với Trung Quốc, với Trung Cộng, để cho người dân Việt Nam mình khỏi phải khổ, phải đi bán nhà bán cửa để đóng tàu. Thì tất cả những cái điều chúng tôi trình bày trong bài báo này một cách khá chi tiết để quý vị thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam vô tài, bất tài, nên là không có lo gì cho dân cho nước cả. Và quân đội nhân dân cũng là một quân đội hèn hạ bất tài. Đừng bảo chúng tôi là phản động lưu vong nha.
chúng tôi chỉ muốn quý vị sống đúng theo cái lời mà quý vị đã, những cái cương lĩnh quý vị đã đề ra, và quý vị sống theo lời dạy của Hồ Chí Minh thôi. À, chúng tôi chứng minh cho quý vị thấy này nè, báo trong nước đăng nè, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị xem xét kỷ luật với những vi phạm trong quản lý sử dụng đất quốc phòng. Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị xem xét kỷ luật. Ông này là Đô đốc Hải quân nha. Ông là Hải quân, bây giờ ông bị vi phạm trong quản lý sử dụng đất quốc phòng. Ông là bên Hải quân, nhưng mà chưa bao giờ có một Hải quân cảnh sát biển nào cứu dân cả. Đó. Mà ông bị kỷ luật vì cái tội mà là sử dụng quản lý đất quốc phòng. Đó, đó là... Đô đốc Hải quân, quý vị không có chuyện nhỏ đâu nha. Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong thời gian giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy. Đó là ông Đô đốc Hải quân. Tướng quân đội bị cảnh cáo vì buông lỏng quản lý đất quốc phòng, được xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quản lý sử dụng đất quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9 bị kỷ luật cảnh cáo. Điều về thế mà quốc phòng giờ ông làm gì? Toàn là lo kiếm đất đai để mà làm giàu. À, như thế thì không thể nào là quân đội ta trung với đảng. Trung với đảng thì có đó. Để làm giàu thế nào cũng nuôi đảng. Không có hiếu với dân. Rồi cũng chả chiến đấu gì để mà bảo vệ tổ quốc cả. Như thế thì khi mà những người ở trong nước lên tiếng á, thì bảo rằng là tụi phản động, muốn lật đổ chính quyền. Âm mưu tự diễn biến hòa bình. Những người hải ngoại lên tiếng á, thì bảo rằng là bọn phản động lưu vong. Cũng những người đó như bạn của Hoàng Tuấn đó, nói về những cái chuyện xấu xa của Đảng Cộng sản Việt Nam, nói về cái nỗi khổ của dân, nói về đất nước bị Trung Cộng nó xâm lăng, thì nếu mà cái điều đó mà đảng và nhà nước nghe thì bảo rằng là cái tay này nó là phản động lưu vong. Nhưng mà hàng tháng người này gửi tiền về Việt Nam 500-700 đô, nhiều khi gửi có mấy ngàn đô về cho bà con xây nhà bên đó, thì người này sẽ trở thành là khúc ruột ngàn dặm vì kỳ yêu nước. Quý vị thấy không? Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ muốn đô la thôi, phải muốn những người ở hải ngoại đưa tiền về và im miệng lại. Thưa quý vị, đó là một cái sự gian xảo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rồi, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ... cái vấn đề mà bên quốc phòng chưa phải như vậy đâu. Rồi bây giờ đó là còn nhiều nữa. Bây giờ những ông mà làm lớn nè, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, cùng 4 Thứ trưởng Bộ này, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn, cùng bị nhận định có những vi phạm về chủ trương thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải, tới mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Toàn là đảng viên cao cấp cả. Rồi, một cái ông nữa đó là ông Lê Bạch Hồng, Tuổi Trẻ Online này, nguyên Thứ trưởng nhà Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, bị đề nghị truy tố vì có những sai phạm gây thất thoát 1.700 tỷ đồng xảy ra trong thời gian ông được cử làm Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Tất cả những điều chúng tôi đưa ra để quý vị thấy rằng là cán bộ đảng viên cao cấp chứ không phải là cấp nhỏ nha, không làm nên tích sự gì cả, toàn là ăn hại. Quốc phòng thì toàn là lo đi buôn bán đất đai, không lo gì cho dân cho nước. Thì chúng tôi xin nhắc lại rằng là những người bị chụp cho cái mũ phản động lưu vong hải ngoại chỉ muốn rằng là đảng viên, cộng sản, công an, quân đội sống đúng theo lời dạy của ông Hồ Chí Minh, chứ không phải nghe lời của ông Diệm, ông Thiệu hay là của Mỹ. Và khi mà quý vị làm được những điều đó đó, thì ở hải ngoại sẽ không còn những người mà bị ông Phúc hay là những đồng chí của ông Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là bọn phản động lưu vong. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.